trần sở trong lúc vô ý thu được vạn giới phó bản hệ thống cũng mở ra tân thủ phó bản ỷ thiên đồ long ký vốn tưởng rằng chính mình nhân sinh cao quan thời khắc sắp tới nào ngờ nhiệm vụ dưới hình thức cá nhân của phó bản này đều là cướp ỷ thiên kiếm và đồ long đao thời gian còn chỉ có ba tháng hắn bi thảm đi vào chín lần đều không công mà lui mắt thấy thời gian trôi qua một tháng bất đắc dĩ chỉ có lựa chọn hợp tác với quốc gia chế độ task mode có 3 lựa chọn. Hình thức cá nhân. Thu hoạch ý thiên kiếm, đồ long đao, thời hạn 3 tháng. Hình thức nhiều người. Tấn công quan minh đỉnh, thời hạn 3 năm. Mô hình quốc gia. Ngoại trừ hai nhiệm vụ trên, còn phải điên đảo mông nguyên, thời hạn 10 năm. Cũng may, những thứ này ở quốc gia máy móc trước mặt đều biến thành suy si, trần sở cũng mở ra bình đẩy nằm bình hình thức mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước không không một vạn giới phó bản nhiệm vụ sách mới cầu bạn đang nghe tại truyện chấm audio lâm thành dung thành phố nhỏ phía nam này đã có một tia nóng bức trong một căn phòng cho thuê ở khu cổ thành một vòng sáng màu vàng lại lơ lửng quỷ dị tản ra từng trận dao động kỳ dị dường như kết nối với một thế giới nào đó. Đột nhiên, vòng vàng nhộn nhạo, nổi lên một trận gợn sóng. Một thân ảnh chật vật từ bên trong lăn ra, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Trên khuôn mặt tái nhợt, tràn đầy kinh hoảng sống sót sau tai nạn. Thất bại, lại thất bại. Chen đã đến đó chín lần. Nhưng không ngoài một hàng, tất cả đều thất bại. Trận sở sở xuyên qua chính là ý thiên độ long ký thế giới là một người hiện đại hắn cho rằng dựa vào chính mình tiên tri đi như vậy thế giới hoàn thành nhiệm vụ sẽ là một chuyện phi thường dễ dàng nhưng hiện thực lại cho hắn một bạt tai vang dội hắn đi chín lần chín lần đều suýt nữa mất mạng lần này thảm hại hơn vừa xuyên qua đi liền gặp phải một cổ nhỏ nguyên quân thiếu chút nữa đã bị coi là giặc cướp bắt lại cái này hố cha hệ thống đây mẹ nó là người hoàn thành sao trần sở toàn thân tê liệt trên mặt đất trước mắt hiện lên còn lại là hệ thống nhiệm vụ vạn giới phó bản nhiệm vụ cá nhân hình thức tại ba tháng tân thủ kỳ bên trong thu hoạch ỷ thiên kiếm đồ long đao hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thế giới này chỉ định công pháp một bộ đạt được thế giới này mở ra quyền hạn hệ thống chính thức trói buộc hình phạt cho thất bại mất hệ thống vĩnh viễn xóa tất cả ký ức một tháng trước Trần Sở thu được cái này, vạn giới phó bản hệ thống, theo hắn xem ra, đây chính là hắn cuộc khởi bắt đầu. Nhưng trên thực tế, lại là một loại tra tấn. Giống như là không có bảo sơn, lại chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không chiếm được. Trong một tháng này, hắn cũng thử qua vô số phương thức. Tham khảo dân phong, trang phục, còn có ngôn ngữ khu vực của thế giới này, để có thể sinh tồn ở thế giới kia, hắn còn chuẩn bị rất nhiều thứ. Bao gồm vũ khí và thiết bị nhưng hiện tại xem ra vẫn là không đủ chẳng lẽ thật sự muốn đi lấy một khẩu súng trần sở suy nghĩ thật lâu lại về tới vấn đề này kết quả chỗ hắn hiện tại tuy có hệ thống nhưng chính là một người bình thường muốn ở cái kia sát phạt hỗn loạn người tiện như chó trong thế giới sinh tồn ngoại trừ đầu óc còn phải có vũ lực cường đại mới được thời gian chỉ có hai tháng học võ là không thực tế coi như là bên trong nhân vật chính trương vô kỵ cũng không xong được cách duy nhất là vũ khí vũ khí mạnh mẽ nhưng thế giới hiện thực nắm giữ súng ống là phạm pháp hắn một cái đầu húi cu dân chúng đi đâu lấy súng ống này trên mạng no đó là đang muốn chết quên đi hiện tại xem ra chỉ có biện pháp này trần sở nhìn hệ thống đột nhiên lăn lông lóc bò lên giống như là làm ra quyết định cuối cùng đồng dạng xông vào phòng thay quần áo trên người liền vội vã chạy ra khỏi phòng trọ. Tam Hoàng Sơn. Đây là một dãy núi cách Lâm Thành 40 dặm về phía bắc. Nơi này không có gì đặc biệt nổi danh, cũng không phải khu du lịch gì, duy nhất để cho người Lâm Thành nhớ kỹ chính là nơi này đóng quân doanh. Mỗi lần từ xung quanh đi qua, đều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít thao luyện. Ngày hôm đó, một chiếc xe điện nhanh chóng chạy tới, dừng lại ở cửa chính. Đứng lại, ngươi làm gì? Biết đây là địa phương nào không? Quân doanh trọng địa, nghiêm cấm đi dạo. Binh lính thủ vệ lập tức quay hồng súng, ngăn hắn lại. "Không phải, đồng chí, tôi có việc tìm lãnh đạo các anh, tôi tên là Trần Sở." Trần Sở bị dọa hết hồn, nhưng vẫn xoa xoa mặt đi tới. "Trần Sở, không biết anh tìm lãnh đạo chúng tôi có việc." "Đúng vậy, có chuyện quan trọng cần báo cáo với hắn, kính xin ngươi thông báo một chút." chuyện quan trọng đồng chí anh biết đây là đâu không đây không phải chỗ để nói đùa binh lính thủ vệ đánh giá hắn từ trên xuống dưới nhất thời vẻ mặt nghiêm túc tôi biết nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng trần sở nhìn ánh mắt tràn đầy hoài nghi của hắn trong lòng cũng là một trận cười khổ cũng khó trách vị binh huynh đệ này lại như vậy việc này đổi lại là ai đùng phải một tiểu thanh niên nóng nảy nói muốn gặp lãnh đạo của hắn cũng sẽ không yên tâm. Như vậy đi, ta cho ngươi xem một thứ. Trần sở ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, thấy phụ cận không có người nào, mới thuận tay tại vị này thủ vệ binh sĩ trước mặt một vòng. Nhất thời, một quan cầu màu vàng xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng cũng chỉ có hai giây như vậy. Trần sở liền thu hồi lại. Đây, đây là. Vị binh huynh đệ này trong lòng rung lên, hồng súng thiếu chút nữa nâng lên mấy cm. Đây chính là chuyện tôi muốn nói, xin hãy nhanh chóng thông báo một chút. Người đây là vật gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hắn hiển nhiên đem Trần Sở trở thành một cái nguy hiểm. Vẻ mặt đều là cảnh giác. Vị đồng chí này, đây là quân doanh, ta muốn gây sự cũng sẽ không tới nơi này a, à. việc này thật sự rất trọng yếu, ngươi không tin có thể áp giải ta đi gặp các ngươi lãnh đạo, chờ nhìn thấy các ngươi lãnh đạo sẽ biết. Trần Sở nhìn bộ dáng đề phòng của hắn, nhất thời cười khổ tốt vậy ngươi ở chỗ này chờ không được lộn xộn binh lính mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đáp ứng truyền lời cho hắn quan cầu này tự nhiên chính là thông đạo phó bản có thể lớn có thể nhỏ vòng sáng tản ra cả tòa nhà đều có thể chuyển vào không lâu sau chỉ thấy trong doanh địa lao ra một chiếc xe quân đội vừa rồi thủ vệ từ trong xe nhảy ra trần sở huynh đệ lãnh đạo của chúng ta cho mời nói xong trên xe lại nhảy xuống mấy cái binh lính hộ ở hắn tả hữu còn nhân tiện thay thế thủ vệ cương vị trần sở tự nhiên không có vấn đề hắn vốn chính là tới gặp này doanh địa lãnh đạo bất quá đây vừa là xe vừa là cảnh giới thì có chút khoa trương nhưng khi trần sở tiến vào doanh địa về sau hắn mới phát hiện cái này quân doanh so với trong tưởng tượng của hắn muốn lớn hơn nhiều nó là một căn cứ hơn là một doanh trại ở trần sở một trận thấp thỏm bên trong mấy cái binh lính đã đem hắn mang vào một cái văn phòng bên trong như là đang hợp sớm đã có ba cái trung niên tướng lĩnh ngồi ở đó chờ hắn đúng vậy chính là tướng lĩnh trần sở mặc dù chưa từng đi lính nhưng một ít thưởng thức quân giai vẫn là xem qua một ít từ trên vai ba người này có thể thấy được ba người này cao nhất là một thiếu tướng hai người kia cũng là đại tá đây không phải là một doanh trại bình thường sao làm sao có thể có thiếu tướng điều này trực tiếp đem trần sở dọa nhảy dựng mà ba người này thấy trần sở đi vào cũng lập tức đứng lên trong đó thiếu tướng kia càng tiến lên một bước tha thiết giới thiệu trần sở huynh đệ xin chào ta là hạng thành đây là mẫn thiệu khiêm và điền long vừa rồi năng lực thần kỳ của ngươi chúng ta thấy được ngươi còn có thể cho chúng ta triển lãm lại một lần hay không thấy chưa trần sở sửng sốt lập tức phản ứng lại trong lòng cười khổ đây chính là quân doanh cửa lại như thế nào không có giám sát thiệt thòi hắn vừa rồi còn như vậy khẩn trương hề hề thì ra là làm điều thừa hạng tướng quân đây không phải dị năng mà là thông đạo thế giới cái gì thông đạo thế giới ba người hạng thành đều sửng sốt ân ừ. nếu ba người này vừa rồi liền thấy được cũng làm cho trần sợ thiếu một phen giải thích trong lòng mặc niệm vạn giới thông đạo lần nữa mở ra. Ông ông ông. Một đoàn kim quang ngay trước mặt bọn họ trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp hóa thành một vòng sáng màu vàng. Bên trong vòng sáng u ám thâm thúy, tựa như một thông đạo vô tận, thông tới thế giới không biết kia. Ba vị lãnh đạo, đây chính là ta theo như lời các ngươi sự tình trọng yếu, cái này thông đạo sẽ thông hướng một cái điện ảnh thế giới, ta muốn cùng các ngươi hợp tác, cùng nhau khai thác thế giới này đương nhiên làm điều kiện các ngươi cần giúp ta hoàn thành nhiệm vụ trước nếu đem cái thông đạo này đều triển lãm ở trước mặt bọn họ trần sợ cũng không cần phải che giấu nói thẳng ra mục đích tới đây thế giới điện ảnh anh nói con đường này sẽ dẫn tới một thế giới điện ảnh ba người hạng thành vẫn có chút khó tin nhưng thông đạo dị thế này bày ra trước mặt bọn họ khiến bọn họ không thể không tin đúng vậy thế giới ý thiên độ long ký cái này Ba người hạng thành liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Vừa rồi bọn họ từ trong camera nhìn thấy, còn tưởng rằng trần sợ chỉ là sẽ chút dị năng, hoặc là chút ảo thuật càng thỏa đáng. Bởi vì, điều này rất thần kỳ. Nhưng không nghĩ tới, đây sẽ là một kinh hỉ như vậy, quả thực vượt qua nhận thức của bọn họ. Ta biết các ngươi rất khó tin, hiện ta sẽ trình điển một chút cho các ngươi xem, các ngươi có ai muốn đi vào cùng ta không? Trần Sở cứ như vậy đứng ở thông đạo trước mặt, mỉm cười nhìn bọn họ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 002 Quốc gia hình thức, sách mới cầu ủng hộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhiệm vụ phó bản hệ thống này tổng cộng có 3 hình thức, lần lượt là hình thức cá nhân, hình thức nhiều người và hình thức quốc gia chế độ cá nhân không cần phải nói, chính là hoàn thành một mình. Chế độ nhiều người, số người là 10. 100 người. Mô hình quốc gia sẽ không có giới hạn nhân số. Nhưng tương đối, nhiệm vụ này khó khăn hơn nhiều. Tỷ như, cái này ỷ thiên độ long phó bản, cá nhân hình thức chỉ cần đạt được ỷ thiên kiếm cùng độ long đao, cái kia nhiều người hình thức thì liền biến thành tấn công quan minh đỉnh. Mà hình thức quốc gia lại càng khó khăn ngoại trừ hai cái trên, còn thêm một cái. Điên mông nguyên. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, chính là điên đảo mông nguyên. Tương ứng, biên độ thưởng và thời gian cũng tăng lên rất nhiều. Thời gian chế độ cá nhân là 3 tháng. Mô hình nhiều người là 3 năm. Và mô hình quốc gia kéo dài hơn một thập kỷ. Cũng tự trần sở bây giờ còn ở vào tân thủ kỳ, có thể tùy ý hoán đổi hình thức, bằng không, lấy hắn trước đó tuyển định cá nhân hình thức, chắc chắn sẽ muốn dê dê. Được, để tôi. Hạng thành quả không hổ là tướng quân, lông mày cũng không chấp một cái đã đi tới. Chờ một chút, lão hạng, ngươi làm chủ tướng, loại chuyện tốt này để cho ta đi, tiểu huynh đệ, ta cùng ngươi đi vào. Hạng thành vừa dứt lời, mẫn thiểu khiêm liền ngăn ở trước mặt hắn. Cười hì hì đi tới trước thông đạo. Lão mẫn, ngươi. Như thế nào? lão hạng, ngươi không phải ngay cả cái này cũng muốn tranh chứ. Mẫn thiệu khiêm lập tức giả bộ giận dữ, nhưng điều này rơi vào trong mắt ai, đều biết là cố ý làm. Trần sở nhìn trong lòng cũng không khỏi có chút buồn cười. Nhưng cũng không khỏi sinh ra một tia kính nể chi ý, cũng chỉ có quốc gia những này quân nhân, tại đối mặt không biết nguy hiểm lúc, mới có thể như vậy anh dũng tranh tiên. Đổi lại là người bình thường cũng không có can đảm này. Không có biện pháp, đối mặt với chuyện không biết, ai sẽ lấy mạng nhỏ của mình ra đùa dẫn chứ. Mẫn đại tá, không cần khẩn trương, trước đây chúng ta chỉ dừng lại ngắn ngủi, không có nguy hiểm gì. Trần sở cười cười, liền dẫn đầu đi vào. Người sau gật đầu, dưới ánh mắt khẩn trương của hai người hạng thành, cũng đi theo. Bui bui. Thông đạo màu vàng lần nữa dao động, tạo nên tầng tầng gần sóng. Mẫn thiệu khiêm chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, cũng không biết qua bao lâu, đợi đến khi mở mắt ra, phát hiện trước mắt đã hoàn toàn bất đồng. Đập vào mắt là một mảnh khe núi, kéo dài phập phồng. Hói trọc khô vàng. Không xa chính là quan đạo, nhưng hai bên có dại lan trạng, người ở hoang vu, ở trong đống đá vụn kia, còn mơ hồ có thể thấy được xương khô. Cũng không biết là xương người hay là hài cốt giả thú. Chợt nhìn chung quanh, liền có một cổ khí tức hoang vu đập vào mặt. Đây. Đây là thế giới Ý Thiên Đồ Long. Mẫn Thiệu Khiêm đánh giá chung quanh một cái, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, đây quả thật đã không phải là thế giới ban đầu, trong thế giới ban đầu cũng không có nơi hoang vu cằn cỗi như vậy. Hắn trước khi đến còn tưởng rằng đây sẽ là một cái tương tự giả định thế giới, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Hắn không lưng cầm lên một nắm cát đá, là có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được xúc cảm chân thật của nó. Đúng vậy, đây chính là Ý Thiên Thế Giới, nơi này thuộc về Phụng Nguyên Lộ Địa Giới, đi thêm 50 dặm nữa về phía đông là có thể nhìn thấy thành Trường An, bất quá, nơi này cũng không yên bình, ngay tại 2 giờ trước, ta còn ở phụ cận này thấy được một cổ nguyên quân nhỏ, thiếu chút nữa đã bị coi là giặc cướp. Trần Sở cười khổ giới thiệu, trở lại nơi này, cùng cảm xúc lúc trước đã không giống nhau. Thế đạo này thật sự quá loạn, cùng hắn trong tưởng tượng võ hiệp thế giới hoàn toàn không giống nhau có lẽ là không tiếp xúc đến phương diện kia, căn bản là không nhìn thấy cái gọi là ân oán tình cừu, cũng không nhìn thấy những hiệp sĩ võ lâm hào hùng bừa bãi, chỉ có hỗn loạn, căn cỗi, còn có thế đạo này viêm lạnh. Nguyên quân Mẫn thiệu khiêm nhíu mày Ý thiên đồ long ký bộ phim truyền hình này thật sự quá quen thuộc, coi như là hắn, cũng biết một ít tình tiết. Nơi này chính là Nguyên Mạc Minh Sơ, một tên trộm qua như lượt, binh qua như lượt niên đại hỗn loạn lúc này mạng người như cỏ rác. Bị nguyên quân coi hắn là giặc cũng là bình thường. Mẫn đại tá, đi về phía đông vài dặm là có một thôn làng, người có muốn đi qua xem không? Trần sở cũng không quên nhiệm vụ lần này, liếc mắt nhìn trong tay hắn phối súng, trong lòng cảm giác an toàn liền nhiều hơn vài phần. Thật là không ngoan khi làm việc với những người lính này. Ít nhất sự an toàn này có thể được đảm bảo. Được, chúng ta cùng đi qua mẫn thiệu khiêm cảnh giác đánh giá bốn phía một chút liền gật đầu mặc dù hắn giờ phút này đã tin tưởng trần sở nhưng làm một quân nhân kia phát ra từ nội tâm nghiêm cẩn vẫn là để cho hắn quyết định lại chứng thực một chút lại nói thông đạo này truyền tống vị trí coi như không tệ bốn phía tất cả đều là kéo dài khe núi rất là bí mật mà khoảng cách mấy dặm cũng không xa cho dù bọn họ gặp phải nguy hiểm gì có một khẩu súng nơi tay hắn cũng tự tin có thể trở lại nơi này. Thấy Mẫn Đại Tá đồng ý, Trần Sở cũng không nói nhảm. Trong vòng một tháng này hắn đã xuyên qua chín lần, tuy nói không làm được gì, nhưng trong phạm vi mấy chục dặm, hắn đã hoàn toàn quen thuộc. Gần như không có gì trì hoãn, hai người mất không đến nửa giờ, đã đến địa điểm chỉ định. Khi nhìn thấy thôn trang rách nát lạc hậu kia, còn có cổ nhân xanh sao vàng vọt. Mẫn Thiệu Khiêm liền hoàn toàn tin tưởng trần tiểu huynh đệ ta tin tưởng ngươi chúng ta trở về đi được trần sở liền chờ hắn những lời này chỉ cần hắn xác định mục đích của hắn liền đạt được văn phòng quân khu hạng thành tuy vẫn trấn định như cũ nhưng đó không phải là ánh mắt liếc về phía thông đạo màu vàng cũng đã bán đứng sự khẩn trương trong lòng hắn bên ngoài toàn bộ doanh địa đã sớm giới nghiêm cho dù là thủ vệ ở cửa cũng đã thay súng vác vai đạn lên nòng kết nối thế giới khác. Mặc dù lời này Trần Sở nói có chút hàm hồ. Nhưng làm chỉ huy tối cao quân khu, hắn thập phần rõ ràng tầm quan trọng của chuyện này. Từ lúc Trần Sở xuyên qua một khắc kia, hắn liền báo cáo cho Trung Khu Mật Viện. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, sau khi Mẫn Thiệu Khiêm trở về chính thực, Trung Khu sẽ chấn động như thế nào. Lão Hạng, vừa rồi Trung Tâm lại gọi điện thoại tới, nói lần này đặng các lão sẽ đích thân tới điền long vội vã và đi vào ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói một câu cái gì các lão muốn đích thân tới đây hạng thành cơ hồ theo bản năng đứng lên đúng vậy lần này các lão trùng hợp đi đặt khu chỉ đạo công tác biết được tình huống bên này liền tiện đường tới xem điền long cũng tràn đầy khẩn trương các lão thân tới chỉ riêng cái này đã có thể thấy được trung khu coi trọng quân khu cấp một cảnh bị lão điền lần này ngươi tự mình dẫn đội đi nghênh đón các lão nhớ kỹ lần này cần phải bảo đảm các lão an toàn không thể để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm nào là bất kỳ nguy hiểm nào hạng thành nói xong ngữ khí lại tăng thêm vài phần vâng tướng quân điền long kính lễ rồi bước nhanh ra ngoài thiệu khiêm hiện tại các lão đã đến tất cả đều phải dựa vào ngươi hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một tin tức tốt hạng thành nhìn bóng lưng hắn rời đi ánh mắt lập tức dừng lại trên thông đạo màu vàng hắn không nghĩ tới trung khu lại coi trọng như vậy không đợi tình huống bên này chứng thực các lão bên kia đã tới điều này làm cho áp lực của hắn tăng lên rất nhiều hiện tại hắn đều có chút khẩn cấp muốn lại phái binh tiến vào bên trong nhìn xem bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện trước mắt kim sắc thông đạo lần nữa dao động mới đi vào bất quá hơn một giờ trần sở hai người lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn PS. Sách mới mầm non cần bảo dưỡng, mỹ nữ soái ca nhóm cho điểm phiếu phiếu, hoa tươi, tác giả quân vô cùng cảm kích. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 003, thứ hai cái thế giới, sách mới cầu chi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lão Mẫn, thế nào rồi? hạng thành đầu tiên là sửng sốt lập tức liền khẩn cấp nghênh đón may mắn không làm nhục mệnh ha 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 tốt thật tốt quá hạng thành tiến lên kích động ông một cái lo lắng trong lòng cũng theo đó rơi vào bụng quay lại nhìn trần sở nói tiểu huynh đệ lần này ngươi lập công lớn rồi không không phải tôi lập công mà là mọi người cùng có lợi trần sở cũng nở nụ cười nói hàng tướng quân, hiện tại có thể nói chuyện công việc hợp tác của chúng ta đi, nếu có thể, ta hy vọng các ngươi có thể lập tức đưa ra phương án. Đương nhiên, một ít chi tiết cụ thể ta cũng sẽ nói rõ. Trần Sở tự nhiên hiểu được hắn lời này ý tứ, nhưng hệ thống ở trong tay của hắn cũng không sợ đối phương trở mặt. Điều anh ấy lo lắng bây giờ là thời gian được quy định bởi hệ thống. Mô hình quốc gia tuy có thời gian 10 năm, thế nhưng, lấy tình huống bình thường mà xem, thời gian này tuyệt đối là không đủ không vội tiểu huynh đệ việc này chúng ta có thể từ từ bàn lại cái này cũng sắp tối rồi ngươi còn chưa ăn cơm đi ta đã an bài tốt cho ngươi dừng chân hạng thành lại cười cười trực tiếp gọi hai người lính cần vụ vào hạng tướng quân ông có ý gì trần sở nhất thời trong lòng căng thẳng sắc mặt cũng biến đổi ha 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 trần tiểu huynh đệ ngươi cũng không nên hiểu lầm ta cũng không có ý gì khác hạng thành cũng đột nhiên phát hiện mình có chút lỗ mãn tiến lên cười nói chỉ là ngươi cũng biết chuyện này quá mức trọng đại tuy ta là chủ tướng nơi này nhưng loại tình huống này ta còn không làm chủ được ta đã đem việc này báo cáo lên rồi không bao lâu nữa lãnh đạo cao hơn sẽ tìm bạn nói chuyện ta mà nhiều nhất chỉ có thể làm chút chuyện giác kim dẫn chỉ mà thôi đúng vậy tiểu huynh đệ ngươi sẽ không cảm thấy đồ vật ngươi cung cấp chỉ có chút giá trị này chứ mẫn thiệu khiêm cũng nở nụ cười ách thì ra là như vậy trần sở nhất thời sắc mặt lúng túng có chút ngượng ngùng giời ạ à, các ngươi sao lại không nói sớm nói rõ ràng một chút cũng được đây không phải là cố ý làm cho người ta hiểu lầm sao bất quá nhìn hai người không giống như có bộ dáng giả cũng làm cho hắn hoàn toàn yên lòng vào đêm mấy chiếc xe quân đội nối đuôi nhau lái vào quân doanh. Khi Trần Sở bị lính cần vụ lần nữa đưa tới cái kia văn phòng lúc, liền phát hiện bên trong đã ngồi một cái tinh thần phấn chấn lão giả. Ba người hạng thành thì ngoan ngoãn hậu ở một bên. Ở phía sau lão giả còn đứng ở một nam tử hơn 30 tuổi tựa hồ là cảnh vệ, dáng người cực kỳ to lớn. Trần Sở vừa thấy lão giả, lập tức hoảng sợ. Lão giả này quá quen thuộc không phải là người thường xuyên thấy trên kênh tin tức sao xoẹt xoẹt trái tim nhỏ bé của trần sở đã không chịu thua kém nhảy dựng lên đặng đặng lão anh ấy thực sự lo lắng trời ạ à, bởi vì chuyện của hắn lại kinh động đến vị này đây coi như là thượng đạt thiên nghe sao đặng lão vị này chính là trần sở hạng thành đã giới thiệu ân đặng lão đánh giá một cái liền nở nụ cười hòa ái. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi biết ta a, à, lại biết tên của ta. Ách. Đặng lão, ngài nói đùa rồi, ở Long Quốc, ai lại không biết đại danh của ngài, ngài là thần tượng từ nhỏ của tôi, chúng tôi đều lập chí muốn trở thành người như ngài. Trần sở lập tức vỗ mông ngựa rất đúng lúc. Ồ, vậy sao? Quả nhiên, đặng lão nghe vậy nhất thời thoải mái cười ha hả. Ha ha ha. ha xem ra ta ở thế hệ trẻ tuổi còn rất có danh tiếng nha, ta còn tưởng rằng lạc hậu rồi chứ. Đến đây. Tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương, chúng ta ngồi xuống nói. Đặng lão nói xong đứng dậy ra hiệu, điều này lại dọa trần sở nhảy dựng. Ách. Được được được. Trần sở đều cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, so với lúc trước gặp hạng thành còn khẩn trương hơn nhiều. Đặng lão này mặc dù không có gì không giận mà uy, nhưng ngồi ở chỗ đó khiến cho người ta có loại khẩn trương không tự chủ được bất quá trong khoảnh khắc trần sở thật muốn cho mình mấy cái tác mẹ nó ngươi cái đồ nhát gan đây là đang sợ cái gì cậu đến nói chuyện hợp tác với quốc gia lại khẩn trương đắc ý a à? hơn nữa bạn là một người có hệ thống trời sinh chính là muốn làm nhân vật chính cái này vừa gặp mặt liền ngay cả nói cũng không dám nói cái này cũng quá mất mặt tiểu huynh đệ tình huống của ngươi ta rõ ràng đầu tiên cảm tạ ngươi vừa có năng lực liền nghĩ tới quốc gia cái này đủ thấy lòng yêu nước của ngươi đặng lão cũng khôi phục vẻ nghiêm túc lúc trước lúc trước nghe ngươi nói ngươi kia kim sắc thông đạo có thể thông hướng một cái tên là ỷ thiên độ long ký điện ảnh truyền hình thế giới ngươi có thể nói một chút này trong đó tình huống cụ thể sao những yêu cầu và kế hoạch của bạn có thể Trần Sở biết hắn còn muốn tự mình chứng thực một phen, liền hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Sau khi tổ chức một phen ngôn ngữ, cũng không có dấu giếm, liền đem những lời lúc trước cùng đám người hạng thành nói lại một lần. Cuối cùng, lại chú trọng Trần Thuật một chút. Đây mặc dù chỉ là cái điện ảnh và truyền hình thế giới, nhưng trong đó nhân vật, tài nguyên, bao gồm thế giới vạn vật, đều là chân thật tồn tại, điểm ấy mẫn đại tá tự mình xác nhận qua, ta liền không hề tự thuật nói tóm lại điều này tương đương với một trái đất khác cũng chính là một thế giới khác các ngươi cũng có thể gọi là thế giới thứ hai thế giới thứ hai trong phòng làm việc nhất thời truyền đến một trận âm thanh hít thở không khí lạnh mặc dù lúc trước đã hiểu rõ nhưng sau khi nghe trần sở giảng giải cặn kẽ hơn đám người hạng thành vẫn khó nén kích động trong lòng đặc biệt là mẫn thiệu khiêm đã tự mình trải qua đây chính là thế giới thứ hai nếu như long quốc chinh phục như vậy, liền tương đương với Long Quốc có được một cái khác giống nhau thế giới. Tại nguyên trong đó, bao gồm cả di dân sau khi dân số bành trướng, vân vân. Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Với thực lực hiện tại của Long Quốc, chỉ cần phát triển vài năm, lập tức có thể vượt qua Hải Đăng quốc, trở thành quốc gia mạnh nhất thế giới. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có điều kiện, đây chính là yêu cầu của ta. Nhìn tất cả mọi người đều lâm vào kích động, Trần Sở lại trực tiếp nói chuyện. Điều kiện gì? Đặng lão không hổ là các lão, lập tức tỉnh táo lại. Đặng lão, đây không phải yêu cầu của ta, mà là chúng ta muốn đạt được thế giới này vĩnh viễn khai phá quyền lực, thì không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Trần Sở Trịnh Trọng nói. Muốn đạt được thế giới này, còn có nhiệm vụ. Hạng thành không kìm lòng được thốt ra. Đúng vậy. Trần Sở gật gật đầu, nói, game online tất cả mọi người đã chơi rồi, ách. Đặng lão có lẽ chưa chơi qua. Trần sở có chút xấu hổ cười cười. Tiếp tục nói. Này ý thiên đồ long điện ảnh thế giới kỳ thật giống như là một cái trò chơi phó bản, chỉ có đã thông cái này phó bản, triệt để thông quan, chúng ta mới có thể không có bất kỳ thời gian hạn chế tiến vào. Hiện tại, chúng ta chỉ có thời gian 10 năm. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 004, cung cấp đại ngộ, sách mới cầu ủng hộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thời gian 10 năm, cũng đã rất lâu rồi. Không, Điền Đại Tá, cùng nhiệm vụ này so ra, 10 năm này thời gian quá ngắn, người sẽ không cảm thấy, nắm giữ thế giới này 10 năm khai phá quyền tự thỏa mãn đi. Đây chính là một thế giới, thời gian 10 năm, chúng ta có thể khai phá bao nhiêu? Trần Sở nhìn Điền Long nở nụ cười. Đây không phải là trò chơi của một mình hắn, hắn tin tưởng giả tâm của một quốc gia, đã có cơ hội như vậy bày ra trước mắt. Nếu bỏ cuộc thì thật là ngu ngốc. Không nói thế giới này võ công, ân, võ công đối với một quốc gia mà nói, hoặc là không quan trọng. Nguồn lực của thế giới này, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua. Có nhiệm vụ gì? lần này là đặng lão mở miệng. Chắc hẳn ý thiên đồ long ký bộ phim này tất cả mọi người xem qua đi, đây là cái võ hiệp thế giới, tất cả chuyện xưa tình tiết đều vây quanh này ý thiên cùng đồ long hai thanh thần binh, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất, chính là đoạt được này hai thanh thần binh. Đoạt binh khí Hạng thành nhất thời sửng sốt Ngay cả đặng lão cũng có chút kinh ngạc Không sai, chính là đoạt đi hai kiện thần binh này Trần sở xấu hổ sờ sờ mũi đối với một quốc gia mà nói đoạt lấy hai kiện binh khí thật sự là quá đơn giản tiếp tục nói các ngươi có thể coi đây là một trò chơi nhưng đây chỉ là nhiệm vụ đầu tiên cũng là nhiệm vụ đơn giản nhất đây chỉ là nhiệm vụ đầu tiên còn có những nhiệm vụ khác lại một thanh âm vang lên trần sở nhìn điền long một chút vị đại tá này xem ra có chút lỗ mãn là một người nôn nóng a à. vâng còn có hai nhiệm vụ Nhiệm vụ thứ hai là đánh hạ quan minh đỉnh. Đánh hạ quan minh đỉnh. Đám người hạng thành trầm tư một chút. Nhiệm vụ này cũng không quá nặng nề. Có thể làm được. Dùng quân đội hiện đại đánh hạ quan minh đỉnh, quả thực không cần quá đơn giản. Coi như là những này võ lâm nhân sĩ có thế bay có thế nhảy cũng giống nhau, tại hiện đại vũ khí trước mặt, kia đều là cho bay. Nhiệm vụ thứ ba cũng chính là nhiệm vụ khó khăn nhất. Đó chính là lật đổ Mông Nguyên. Điên đảo Mông Nguyên. Từng lật đổ Mông Nguyên, đúng như tên gọi, theo nghĩa đen là lật đổ sự thống trị của Mông Nguyên. Trần Sở tiếp tục nói: "Ta biết mọi người trong lòng đều rất kỳ quái, không phải là lật đổ triều Nguyên thống trị sao? Cái này rất đơn giản, lấy hiện đại vũ lực, căn bản không ai có thể ngăn cản. Nhưng chúng ta có giới hạn thời gian. Chúng ta chỉ có tối đa 10 năm." trong thập kỷ này chúng ta không chỉ phải thu thập thông tin tình báo về thế giới này mà còn phải đánh giá thành tích của các lực lượng ở tất cả các bên còn một tình huống nữa chúng ta cũng phải cân nhắc mông nguyên chỉ là triều nguyên bao gồm cả quốc gia mông cổ thống trị có khác biệt rất lớn đây đâu chỉ là khác biệt quả thực kém quá nhiều mông cổ thời kỳ này có thể nói là dân tộc dũng mãnh nhất trên thế giới phạm vi thế lực vượt qua âu á đại lục có nhiều quốc gia được xây dựng bởi con cháu thành các tư hãng. Nếu là hệ thống thật sự là ý tứ này, ngẫm lại liền làm cho da đầu người ta tê dại. Nhiệm vụ này độ khó cơ hồ chính là gia tăng gấp 10 lần. Trần Tiểu Huynh Đệ, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Đặng lão trầm tư hồi lâu, mới đem ánh mắt cơ trí lần nữa định ở trên người hắn. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là mau chóng. Không, lấy thời gian nhanh nhất tiến vào chiếm giữ ý thiên thế giới trước, cũng nhanh chóng thu thập tình báo, chờ sau khi hiểu rõ tin tức cụ thể, lại tiến hành chế định kế hoạch chi tiết. Trần Sở không chút sợ hãi nhìn nhau nói. Ngồi ở chỗ này chậm rãi mà nói lâu như vậy, hắn cũng không có vừa rồi khẩn trương, cả người đều có vẻ thần thái phi dương, phi thường tự tin. Điều này làm cho ánh mắt đặng lão cũng sáng lên. Ha 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 xem ra ý nghĩ của tiểu huynh đệ và ta không mưu mà hợp a được cứ làm như vậy về phần thời gian tiến vào chiếm giữ cụ thể ta sẽ thông báo khác nhưng chắc chắn sẽ không lâu lắm mấy ngày nay liền làm phiền tiểu huynh đệ ở chỗ này đặng lão đã rất hài lòng đứng lên có thể bất quá ta còn có một yêu cầu trần sở nào dám ngồi nữa cũng lập tức đứng lên nói đi ta hy vọng bộ đội tiến vào chiếm giữ ý thiên thế giới sau còn có thể lấy ta làm chủ, đương nhiên, ta cũng không có cướp lấy quyền chỉ huy ý tứ, chỉ là đây hết thảy bao gồm nhiệm vụ, đều cần giao đến trên tay của ta mới tính hoàn thành. Ha ha ha. Cái này đương nhiên. Đặng lão thoải mái cười nói. Hạng Thành, trong khoảng thời gian này, an nguy của Trần Tiểu Huynh để giao cho ngươi trước, ngươi cần phải chăm sóc tốt cho nó, còn phải thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của nó. Bất kỳ yêu cầu nào. Hạng thành sửng sốt. Đúng vậy, bất cứ yêu cầu gì cũng được đối xử như tôi. Đặng lão nghiêm túc nói. Cái gì? Đại ngộ giống như ngài. Lần này, ngay cả mấy người mẫn thiệu khiêm cũng trợn tròn mắt. Như thế nào? Các ngươi đều có biểu tình gì, chẳng lẽ lấy công lao của Trần Tiểu Huynh Đệ còn chưa đủ hưởng thụ đại ngộ sao? Thật sự là ít thấy nhiều quái đặng lão trừng mắt nhìn bọn họ một cái, ngược lại khôi phục hòa ái vừa rồi với Trần Sở. Trần Sở, ngươi ở chỗ này không cần có bất kỳ gánh nặng, mấy ngày nay ở chỗ này hảo hảo chuẩn bị, qua vài ngày còn có kinh hỷ chờ ngươi đây. Ngạc nhiên chưa? Trần Sở cũng sửng sốt. Hắn cũng không rõ ý tứ của đặng lão. Hắn còn đắm chìm trong niềm vui sướng kinh ngạc vừa rồi. Đặng lão này dứt khoát đáp ứng như vậy, đã vượt quá dự liệu của hắn, lại càng không cần phải nói cái gọi là kinh hỷ này chờ hắn kịp phản ứng lại phát hiện đặng lão đã có chút mệt mỏi rời khỏi văn phòng ách kỳ thật hắn còn có một chuyện chưa nói đó chính là hoàn thành nhiệm vụ này thế giới tiếp theo sẽ mở ra đây không phải chỉ có một phó bản còn có vô số phó bản đang chờ hắn bất quá nhìn bộ dáng hiện tại tự hồ không nói cũng đủ rồi mấy ngày kế tiếp Trần Sở rốt cục hiểu được cái gì là đại ngộ giống các lão. Mặc dù hắn không thể rời khỏi doanh trại. Tuy nhiên, tất cả các điều trị là tốt nhất. Không chỉ có phòng tốt nhất, còn có thức ăn ngon nhất, không chỉ như thế, hạng thành còn không biết từ nơi nào chiêu mộ một người lính cần vụ đến hầu hạ sinh hoạt thường ngày của hắn. Nếu không là tâm tâm nhớ hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng không muốn rời đi. Đến ngày thứ năm, khi hạng thành tìm tới hắn, Hắn rốt cục hiểu được kinh hỉ mà đặng lão nói là cái gì. Quân hàm, dĩ nhiên là quân hàm. Thứ nhất chính là thiếu tướng. Khi Trần Sở nhìn bổ nhiệm trong tay, còn có chút khó tin. Hắn đây chính là thiếu tướng. Mặc dù hắn biết đây là có hàm không có quyền, nhưng đây cũng quá huyền huyễn đi. Đây chính là thiếu tướng a. Anh ta không làm gì cả và trở thành tướng lĩnh cao cấp của đất nước Phóng chừng cả quốc gia cũng không có tiền lệ như hắn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Sách mới có người nhìn sao? Tăng thêm quy tắc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sách mới có ai xem không? Mỗi ngày giữ gốc canh năm. Một nghìn hoa tươi thêm một chương. Một nghìn phiếu đánh giá thêm một chương. Mười tấm vé tháng thêm càng một chương. Năm lần khen thưởng thêm một chương. Không có hạn mức cao nhất, nhiều phiếu nhiều hơn, hy vọng các soái ca mỹ nữ ủng hộ nhiều hơn. Sách mới có ai xem không? Mỗi ngày giữ gốc canh năm. Một nghìn hoa tươi thêm một chương. Một nghìn phiếu đánh giá thêm một chương. Mười tấm vé tháng thêm càng một chương. Năm lần khen thưởng thêm một chương không có hạng mức cao nhất nhiều phiếu nhiều hơn hy vọng các soái ca mỹ nữ ủng hộ nhiều hơn sách mới có ai xem không mỗi ngày giữ gốc canh năm một nghìn hoa tươi thêm một chương một nghìn phiếu đánh giá thêm một chương mười tấm vé tháng thêm càng một chương năm lần khen thưởng thêm một chương không có hạng mức cao nhất nhiều phiếu nhiều hơn hy vọng các soái ca mỹ nữ ủng hộ nhiều hơn sách mới có ai xem không mỗi ngày giữ gốc canh năm. Một nghìn hoa tươi thêm một chương. Một nghìn phiếu đánh giá thêm một chương. Mười tấm vé tháng thêm càng một chương. Năm lần khen thưởng thêm một chương. Không có hạn mức cao nhất, nhiều phiếu nhiều hơn, hy vọng các soái ca mỹ nữ ủng hộ nhiều hơn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 005, lòng Nha chiến đội, sách mới cầu ủng hộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Long nhất Long nhị chiến đội Long nha phụng mệnh đến báo danh. Ngay tại Trần Sở Lâm vào mừng như điên thời điểm, một nam một nữ hai cái quân nhân đột nhiên đi tới trước người của hắn, cho hắn kính một lễ. Nó gần như làm hắn giật mình lần nữa. Long nhất Long nhị. Chuyện này là sao? Trần Sở có chút trợn tròn mắt. Trước mắt hai người này đều chỉ hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng thân thể thẳng tắp, ánh mắt lợi hại, kiên cường cương nghị dưới thân thể, vừa nhìn liền biết tràn ngập nổ tung tính lực lượng. Rất nguy hiểm. Đặc biệt là người đàn ông này, cạo đầu húi cua, nhìn không chớp mắt, cả người vừa lạnh vừa lạnh, tự như một con dao nhỏ. Có chút cảm giác người là chớ gần. Trần sở đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy kích động. Ha ha. Trần Tiểu Huynh, trần tướng quân cái này ngươi còn nhìn không ra sao tất cả đều là đặng lão an bài tới bảo vệ ngươi hạng thành lập tức cười giải thích các ngươi là đặng lão an bài tới đúng vậy từ hôm nay trở đi tiểu đội long nha chúng tôi sẽ phụ trách an toàn cho ngài cũng sẽ nghe theo an bài của ngài hai người đáp lại trần tướng quân chúc mừng ngươi đây chính là long nha cho dù là ta cũng không có đãi ngộ như vậy trong mắt hạng thành có chút cực kỳ hâm mộ, tiến lên chúc mừng. Trần sở giờ phút này còn có chút mộng bức, căn bản không biết hắn chúc mừng cái gì, nhưng khi hắn trở về hiểu rõ một chút này Long Nha về sau. Cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn hâm mộ như vậy. Long Nha là tiểu đội đặc chủng tinh nhuệ nhất Long Quốc, chuyên dùng để chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất khó giải quyết nhất. Ở trong nước mặc dù không ai biết, nhưng trên trường quốc tế lại tiếng tâm lừng lẫy cả quốc gia cũng chỉ có một tiểu đội khác có thể đặt song song. Toàn bộ tiểu đội 12 người, không có tên, chỉ có danh hiệu, toàn bộ lấy Long Nhất Long Nhị Long Tam xưng hô như vậy. Đội trưởng chính là Long Nhất, đội phó chính là Long Nhị. Trần Sở ngược lại muốn biết tên của bọn họ, nhưng sau khi hỏi vài lần tự tìm mất mặt, cũng buông tha cho ý niệm này. Đương nhiên, từ sau khi đến tiểu đội Long Nha này, Trần Sở mỗi ngày ăn uống vệ sinh bên ngoài, còn nhiều một hạng nhất nhiệm vụ luyện thương được hướng dẫn bởi hai người này đạn được cung cấp không giới hạn hai ngày sau thương pháp của hắn trực tiếp có cái tăng lên nhanh chóng từ lúc bắt đầu ngay cả cầm thương tư thế đều nắm giữ không tốt đến bây giờ trăm mét cơ hồ sẽ không bán bia đợi đến khi hắn bắt đầu luyện bia di động quân doanh rốt cục lại có động tĩnh khi từng chiếc xe quân đội lái vào quân doanh lúc trần sở biết bọn họ đi trước ý thiên thế giới thời gian đã đến. Quả nhiên, buổi tối hôm đó, khi Trần Sở lần nữa bước vào cái kia văn phòng lúc, bên trong ngoại trừ hạng thành, Mẫn Thiệu Khiêm cùng Điền Long ba cái quân khu tướng lĩnh bên ngoài. Còn có thêm bốn năm tướng lĩnh. Trong đó, ngồi ở vị trí đầu lại là một vị thượng tướng. Trần Sở tướng quân, vị này là chúng ta lần này ý thiên kế hoạch tổng chỉ huy tần phương quốc thượng tướng, tần thượng tướng, vị này chính là Trần Sở. Trần Sở vừa ngồi xuống, Hạng Thành liền giới thiệu. Ngoài trừ vị Tần Thượng tướng này, Trần Sở còn quen biết mấy vị tướng khác, trong đó một thiếu tướng tên là Lãnh Thiếu Phong, một người khác thì gọi là Đồ Sắm, những thứ này đều là ngoại trừ mấy người Hạng Thành muốn tiến vào Ý Thiên thế giới. Trần Sở cùng bọn họ chào hỏi, coi như là trước làm quen một chút quan hệ. Về phần nội dung hội nghị lần này cũng rất đơn giản, chủ yếu chính là một ít động viên, còn có an bài giai đoạn trước Điều này làm cho Trần Sở nghe được có chút buồn ngủ. Nhưng khi nghe được giai đoạn đầu sẽ phái 10 vạn bộ đội tiến hành nhập trú, Trần Sở liền tỉnh táo. Đây chính là 10 vạn. Chỉ riêng điều này đã đủ thấy quyết tâm của quốc gia. Trần Sở tướng quân, ngươi cùng mẫn đại tá quen thuộc thế giới bên trong, ngày mai sẽ do hai người các ngươi dẫn đội, trước dẫn dắt 3.000 tinh nhuệ tiến vào chiếm giữ, không biết các ngươi có vấn đề gì hay không? Không có vấn đề gì trần sở đã sớm khẩn cấp rồi làm sao rối rắm trong những chuyện này vậy là tốt rồi chúng ta tan hợp ngày mai chính thức tiến vào chiếm giữ tần phương quốc nói xong liền thình lình đứng lên các tướng lĩnh khác cũng nhao nhao trở về chuẩn bị sáng sớm hôm sau trần sở ngay tại quân doanh phía sau núi trong căn cứ nhìn thấy một chi quân dung nghiêm chỉnh bộ đội xa xa liền cảm nhận được trên người bọn họ túc sát. Đây rõ ràng là một chi tinh nhuệ chân chính đã thấy máu. Nhìn Mẫn Thiệu Khiêm đang chờ xuất phát, Trần Sở gật đầu, liền đi tới. Hiện giờ có đại bộ đội truyền tống, tự nhiên là không thể ở trong phòng làm việc. Căn cứ bí ẩn giấu sau núi quân doanh này chính là nơi tốt nhất. Long Nhất Long Nhị, các ngươi biết lần này phải đi chấp hành nhiệm vụ gì không? Trần Sở quay đầu lại nhìn tiểu đội Long Nha canh giữ bên cạnh mình gần như 24 giờ, cười hỏi: Hắn muốn đi ỷ thiên thế giới, tiểu đội Long nhà đương nhiên phải đi theo. Báo cáo tướng quân, chức trách của chúng tôi là vì bảo vệ ngài, ngoài mệnh lệnh của ngài ra, kỳ thật chúng tôi sẽ không hỏi đến. Long nhất không chút nghĩ ngợi nói. Vâng, thưa tướng quân, mệnh lệnh của ngài là tất cả đối với chúng tôi. Long nhị cũng mặc không chút thay đổi nói. Ai? Các ngươi thật đúng là không thú vị. Trần sở có chút bất đắc dĩ lắc đầu những quân nhân thiết huyết này cái gì cũng tốt, chỉ là quá ăn nói thận trọng, hai người này là như vậy, những đội viên Long Nha khác cũng là như vậy. Tốt xấu gì hắn cũng lăn lộn với bọn họ nhiều ngày. Nhưng chân chính trao đổi, vẫn là cái dạng chim này. Trần Sở biết, là những đội viên Long Nha này chướng mắt hắn. Bất quá, cũng khó trách, làm binh vương tinh nhuệ nhất quốc gia, ai lại để mắt tới một trạch nam tay trói gà không chặt chứ. Trần Tướng Quân, đều chuẩn bị xong rồi mẫn thiệu khiêm đi tới tốt bắt đầu đi trần sở gật đầu liền đi tới cái này ba ngàn binh sĩ trước mặt nhìn bộ dáng thiết huyết túc xác của bọn họ ngực trần sở cũng không trào ra một cổ hào khí ta tên là trần sở chắc hẳn trước đó các ngươi đều đã biết nhiệm vụ lần này những thứ khác ta sẽ không nói ta chỉ hy vọng sau khi các ngươi nhìn thấy bất kỳ dị tượng nào còn có thể tuân theo tấm lòng ban đầu không sợ sợ hãi Trần sở nói xong, trong lòng mặt niệm, tay phải đã nhanh chóng lướt qua. Bui bui. Không gian chấn động. Nhất thời, một cái màu vàng quan quyển đại môn trong nháy mắt xuất hiện, phản phất như một cái cực lớn hắc động, nguy nga đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Đây. Đây là. Lúc này, cho dù là tiểu đội Long Nha, cũng không kìm lòng được truyền ra vài tiếng kinh hô. Lại càng không cần phải nói ba ngàn binh sĩ này, Ánh mắt đều có biến hóa rõ ràng. Mặc kệ ý chí ngươi kiên định như thế nào, gặp phải năng lực không biết, chung quy sẽ sinh ra một tia sợ hãi. Đây là cái đi thông dị thế đại môn, chúng ta kế tiếp liền muốn đi tới thế giới kia, lòng nhà tiểu đội, đi theo ta. Trần Sở phi thường hài lòng tâm tình biến hóa của bọn họ. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của đám người tiểu đội Long nha, trong lòng đừng nghĩ có bao nhiêu thống khoái. Để cho các ngươi nhìn không nổi ta thấy được dị năng lão tử thi triển, còn không phải vẫn giật mình như thường. Đi thôi. Long Nhất nhìn Trần Sở không chút do dự bước vào. Trong lòng tuy có chút dao động, nhưng vẫn là chào hỏi một chút theo sát phía sau. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 006 tiến vào chiếm giữ, tao ngộ nguyên quân, sách mới bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ý thiên thế giới Trên quan đạo, các vàng đầy trời, một đội ngũ áp giải phản quân từ trường an chậm rãi mà đến. Tên tướng lĩnh cầm đầu nguyên quân vung roi ngựa, lộ rõ vẻ đắc ý. Cố phán trong lúc đó, thần thái phấn chấn. Nhanh, nhanh lên, mẹ nó đi nhanh lên cho ta. Mẹ nó, trời nóng còn phải áp giải đám tạp chủng các ngươi, đừng chọc da tức giận, nếu không chặt hết các ngươi đúng vậy trời nóng như vậy lại ở chỗ này chịu tội những quan binh này căn bản không coi những phản quân này là người từng người vung roi trúc xua đuổi đám phản quân này như xua đuổi gia súc đám phản quân này quần áo tả tơi da bọc xương sớm đã bị tra tấn không còn hình dáng có chút không chịu nổi ngã xuống liền bị những quan binh này bổ sung một đao vô tình vứt bỏ hai bên quan đạo thật dài giống như thi đạo trải xuống từng đống xương trắng phía sau đội ngũ, còn thỉnh thoảng xuất hiện cảnh quạ đen gặm ăn. Thiếp Mộc Nhi Đại Nhân, có trận chiến này, Hồng Cân Quân của Nguyên Phong Đạo đã bất thành, triều đình khẳng định đại thưởng, ti chức ở đây chúc mừng đại nhân thăng chức. Phó tướng sách của đội ngũ này lập tức tiến lên, lấy lòng nịnh nọt. Cao tiếng, lần này biểu hiện của ngươi cũng không tệ, bổn đại nhân sẽ nói tốt cho ngươi vài câu, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng. Sát hãng thiếp Mộc Nhi nhàn nhạt liếc hắn một cái, liền gật đầu. Đối với những người Hán được xưng là dê hai chân này, hắn khinh thường, những người Hán bị vây thấp nhất này há có thể so sánh với mông cổ tộc tôn quý của hắn. Chỉ có điều, bây giờ còn cần mượn những người này dẹp loạn, mới không thể không nể trọng. Tạ đại nhân, tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định sẽ dốc lòng vì đại nhân. Phó tướng này trong lòng mừng như điên, hận không thể xuống ngựa dập đầu quỳ tạ ơn. Ân. Sát hãng thiếp mộc nhi nhàn nhạt đáp một tiếng, khóe miệng khinh thường lại càng đầm. Mà vương tiến thì giống như là đánh máu gà đồng dạng, vẻ mặt đều là hưng phấn, dục người chạy đến trong đội ngũ, càng là bán mạng thúc dục. Thấy một tù binh đi chậm một chút, lập tức quất một trôi. Nhanh, đều cho ngươi đi nhanh lên, đều lề mệ cái gì, trước khi trời tối nếu không thể chạy tới trạm kế tiếp. Lão tử đêm nay tự chặt các ngươi, các ngươi liền một cái cũng đừng nghĩ sống. Đầu tên tù binh lúc này liền toát ra một vết máu, rên rỉ một tiếng ngã xuống đất, mắt thấy liền sống không được. Vương Tiến lại giống như là không nhìn thấy, vừa định lại dùng roi xua đuổi, lại phát hiện binh lính bên cạnh đột nhiên run rẩy chỉ về phía trước, vẻ mặt đều là hoảng sợ. Đại, đại, đại nhân, vậy, đó là cái gì? Vương Tiến dục ngựa xoay người, lập tức cũng sững sờ ở đó. Chỉ thấy trong khe núi bên trái quan đạo phía trước, một hố đen khổng lồ bốc lên kim quan đột nhiên xuất hiện, tự như cái miệng khổng lồ của ác ma kia tản ra quang mang nhiếp nhân âm âm vô số quái vật thiết giáp bộ dáng quái dị từ bên trong bò ra trong nháy mắt liền che kín khe núi mau nhìn mọi người mau nhìn a à, đó là vật gì làm sao có thể bốc sáng a à? trời ạ à, quái vật tất cả đều là quái vật không bọn họ giống như nhìn thấy chúng ta chạy mọi người chạy mau a à? mau 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 quái vật hướng bên này tới mọi người chạy mau a à. giờ khắc này cơ hồ tất cả quan binh cũng đều nhìn thấy dị tượng phía trước cả đội ngũ ngàn người trong nháy mắt rối loạn ngay cả chiến mã vương tiến ngồi xuống cũng bất an xôn xao đại nhân người còn thất thần làm gì đi mau a à, thiếp mộc nhi đại nhân đã chạy rồi trong một đám xôn xao mấy thân binh vọt tới bên người vương tiến kéo dây cương của hắn bỏ chạy người sau chấn kinh ngẩng đầu quả nhiên thấy sát hãng thiếp mộc nhi kia đã sớm được mấy thân binh hộ trì lập tức muốn chạy không thấy bóng dáng báo tướng quân phía trước xuất hiện một chi thổ dân bộ đội đã phát hiện chúng ta thỉnh cầu chỉ thị của ngươi trần sở đang cùng mẫn thiệu khiêm thương lượng làm sao xây dựng công sự phòng ngự bốn phía chỉ thấy một binh sĩ đến báo phát hiện quân đội trần sở sửng sốt hôm nay trùng hợp như vậy sao bên này vừa mới bắt đầu xe thiết giáp xe tăng còn đang truyền tống bên này đã có coi tiền như rác tới cửa trần sở chạy tới nhìn hay lắm thật đúng là hơn nữa nhân số này còn không ít thế nào cũng có hơn một ngàn người vậy còn có cái gì muốn nghĩ đánh bắt lấy bọn họ đây không phải là tình báo có sẵn sao mẫn đại tá đây là cơ hội của chúng ta chỉ cần bắt được quan binh tướng lĩnh chúng ta muốn gì cũng có Trần Sở cười hì hì nhìn Mẫn Thiệu Khiêm. Lúc trước chín lần hắn tới nơi này đều là sợ hãi rụt rè, hiện tại có ba ngàn bộ đội tinh nhuệ này trong tay, trạng thái tâm tình này cũng hoàn toàn khác. Trung Đoàn một, Trung Đoàn hai nghe lệnh. Trung Đoàn một phụ trách chặn đường từ bên trái, Trung Đoàn hai truy kích từ bên phải. Trung Đoàn thiết giáp, các ngươi rút ra một đại đội, phụ trách vòng ra sau bọc đánh cho ta. Đây là trận đánh đầu tiên chúng ta tới nơi này, ta hy vọng các ngươi có thể hoàn thành hoàn mỹ không được thả bất cứ người nào chạy mất. Các ngươi có làm được hay không? Mẫn Thiệu Khiêm cũng quyết đoán, lập tức hạ lệnh. Vâng, Đại tá, chúng tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Người phụ trách mấy đoàn này lập tức kính lễ, xoay người bước nhanh rời đi. Thế nào, các ngươi có phải rất kinh ngạc hay không, đi theo ta lại đi tới một cái thế giới như vậy, nói cho các ngươi biết, hiện tại hối hận nhưng là đã xong rồi, các ngươi rất có khả năng sẽ theo ta ở chỗ này đợi hơn 10 năm mười năm nha. Trần Sở quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu đội Long Nha vẫn đang đắm chìm trong kinh ngạc, cười hắc hắc. Hắn cuối cùng là thấy được biến hóa trên mặt những người này. Điều này làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Bảo đảm an toàn cho tướng quân là sứ mệnh của chúng ta. Tướng quân ở đâu, chúng ta ở đó, không hề oán hận. Trên mặt Long Nhị Hiên Ngang vẫn như cũ không gần sống. Trần Sở cũng không trêu chọc bọn họ chỉ vào phía xa cái kia một tiểu đội điên cuồng chạy trốn quan binh nói hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ cái kia mấy cái đạo binh thấy không cái kia cao đầu đại mã hẳn là cái tướng lĩnh các ngươi cho ta bắt sống hắn trần sở sở chỉ mấy người kia chính là trước tiên chạy trốn sát hãng thiếp mộc nhi người này vừa chạy trần sở liền thấy được không có biện pháp hơn ngàn người này liền hắn cái thứ nhất trốn còn trốn nhanh nhất muốn không gây sự chú ý cũng không được vâng tướng quân chúng ta đi ngay long nhất không chút do dự gật đầu long nha tiểu tổ thứ hai lưu lại bảo hộ tướng quân tiểu tổ thứ nhất đi theo ta nói xong vung tay lên sáu người liền lên một chiếc xe việt giả nhanh chóng đuổi theo sát hãng thiếp mộc nhi cẩn thận thế giới này biết võ công không thể bắt sống thì đánh ngã trần sở lo lắng đối với bọn họ hôn một câu Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 007, nghiền S, cảnh giới phân chia, sách mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không có biện pháp, Trần Sở mặc dù đã tới bên này nhiều lần, nhưng trên thực tế đối với bên này thế giới cũng không hiểu rõ. Cũng không rõ lắm cấp độ võ công bên này. Bất quá, để trần sở tương đối yên tâm chính là thế giới này tuy là cái thế giới võ hiệp nhưng hẳn là còn sẽ không xuất hiện phi nhân hiện tượng nhìn chung hệ liệt võ hiệp kim dung đều chỉ ở vào đẳng cấp thấp trung còn không thuộc về cao vũ thế giới võ hiệp cấp độ như vậy đối với toàn bộ máy móc quốc gia mà nói vẫn không có uy hiếp quá lớn âm 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 tạch 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 trong nháy mắt tiếng súng pháo liền vang lên đối mặt với loại vũ khí lạnh này cơ hồ chính là tàn sát lại càng không cần phải nói những quan binh sĩ khí hoàn toàn không có này sau khi mấy phát đạn pháo rơi xuống thì có rất nhiều rất nhiều binh sĩ bắt đầu đầu hàng vốn ở trần sở xem ra tao ngộ bắn tỉ chiến trực tiếp biến thành một bên truy đuổi chiến không liền truy đuổi chiến đều không tính chỉ có thể xem như một bên trốn một bên đuổi theo mà thôi nhìn thấy xe thiết giáp ầm ầm đuổi theo trực tiếp bị dọa vỡ mật. Còn chưa tới 10 phút, tiếng súng đã thưa thớt. Từng đội quan binh bị áp giải trở về. Báo cáo, trung đoàn một trung đoàn 2 hoàn thành nhiệm vụ bọc đánh, đã bắt được toàn bộ bộ đội này, hiện tại đang kiểm kê thương binh tù binh. Quan chỉ huy trung đoàn một trung đoàn 2 vẽ mặt tràn đầy đi trở về. Hơn 10 phút, hơn 10 phút đã kết thúc chiến đấu. Nếu không là đối phương trước tiên chạy tán loạn, bọn họ còn không cần nhiều thời gian như vậy đây có thể nói là bọn họ đánh trận tới nay nhẹ nhõm nhất một lần thương vong của chúng ta thế nào không một thương vong được mẫn thiệu khiêm cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn tuy rằng lần này vô luận là trang bị hay là binh lực đều bị vây trong trạng thái nghiền ép nhưng dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên hắn đi tới thế giới này đây cũng coi như là mở một cái đầu tốt các ngươi hiện tại đi thẩm vấn tù binh làm rõ lai lịch của chi quan binh này còn có làm rõ ràng tất cả thế lực xung quanh đây cho ta, chỉ cần có lợi cho chúng ta, chúng ta đều phải làm rõ ràng. Vâng. Hai đội trưởng lập tức rời đi. Lúc này, Trần Sở cũng nhìn thấy Long Nhất đám người lái chiếc kia xe Việt giả trở về. Vừa dừng xe, liền bỏ lại hai tù binh. Trần Sở vừa nhìn, một trong số đó không phải là tướng lĩnh quan binh vừa nhìn thấy sao. Tướng quân, tiểu đội Long Nha đến phục mệnh, người đã bắt được, hai người này chính là tướng lĩnh cao nhất của chi bộ đội này. Long nhất đẳng sáu người từ trên xe nhảy xuống. Long ngủ, cánh tay của ngươi làm sao vậy? Ánh mắt trần sở lại rơi vào trên người một đội viên trong đó. Trên cánh tay đội viên Long Nha này, thậm chí có một vết thương rất rõ ràng, mặc dù đã xử lý, nhưng vết máu thấm ra vẫn nói rõ vấn đề. Vừa rồi lúc bắt tên này, không cẩn thận bị hắn làm bị thương. Long ngủ đá tù binh dưới chân một cái trên mặt có chút ngượng ngùng. Bị hắn làm bị thương. Trần sở lập tức nhiều hơn một tia tò mò, ánh mắt cũng tự nhiên rơi vào trên người tướng lĩnh này. Thực lực của tiểu đội Long Nha hắn phi thường rõ ràng. Có thể nói mỗi người đều là binh vương, một người giải quyết một tiểu đội binh lính nhẹ nhàng buông lỏng. Nhưng hiện tại sáu người cùng một chỗ, lại còn bị người bị thương. Chẳng lẽ hắn biết võ công? Trần sở ghé sát vào nhìn thoáng qua người này tuổi chừng ba mươi lông mày dài hung tướng mười phần tuy rằng dáng người không lớn nhưng thoạt nhìn cực kỳ dũng mãnh xương ngón tay thô to cho dù hôn mê cũng gắt gao nắm một thanh phát đao đúng vậy tướng quân người này là một võ tướng giỏi sử dụng đao pháp hẳn là thuộc về hội võ công loại kia Long nhà tiểu đội hy vọng đem người này giao cho huynh để chúng ta đến thẩm vấn lúc này long nhất lại nghiêm mặt tiến lên chủ động xin đi dết giặc cho các ngươi thẩm vấn. Trần Sở tuy có kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu được bọn họ muốn làm gì. Gật đầu nói. Có thể, hai người này ta có thể đều giao cho các ngươi, nhưng ta muốn các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất, thu được tất cả tư liệu của bọn họ. Vâng, tướng quân. Long nhất kính lễ, liền kéo hai người rời đi. Rất nhanh, Trần Sở liền lấy được chi bộ đội này tất cả tư liệu hai người bị tiểu đội long nha bắt tới chính là chủ phó tướng của chi quan binh này trên mặt trái có ba cộng long chính là chủ tướng sát hãng thiếp mộc nhi mông cổ tộc phó tướng cũng chính là thương lượng long ngũ tên là cao tiến một người hán một môn phái nhỏ đến từ một kim đao môn là một cao thủ hạng ba ngươi nói xem hắn chỉ là cao thủ hạng ba thiếu chút nữa chạy thoát khỏi vòng vây của sáu người các ngươi còn làm bị thương long ngủ trần sở nhíu mày có chút khó tin vâng thưa tướng quân long nhất gật đầu còn đem thế giới này vũ lực đẳng cấp nói một chút cảnh giới võ học của thế giới này phân biệt là tam lưu nhị lưu cùng nhất lưu nhất lưu phía trên là hậu thiên tông sư hậu thiên tông sư là cảnh giới chủ lưu của trưởng môn đại môn phái trên hậu thiên tông sư còn có tiên thiên tông sư và đại tông sư Tiên Thiên tông sư đã là thế giới này mạnh nhất chiến lực, đại tông sư lại càng không cần phải nói, nghe nói đã mấy trăm năm không xuất hiện. Có thật sự tồn tại hay không, còn khó mà nói. Vậy hiện tại Võ Lâm là cái gì tình huống, ta là nói. Những năm gần đây Võ Lâm có hay không phát sinh cái gì đại sự? Trần Sở đối với năm nay là mấy năm không có hứng thú gì. Đây chính là một thế giới võ hiệp. Vốn là cùng nguyên lai lịch sử có chút chênh lệch muốn làm rõ ràng chính xác thời gian, những này cái võ lâm đại sự kiện có điểm vào nhất. Tự như một trong những nhiệm vụ của hắn, tấn công Quang Minh Đỉnh. Chỉ riêng Quang Minh Đỉnh này đã có hai cách nói, một là nói ở Hoàng Sơn An Huy, trong tiểu thuyết lại nói là ở dãy núi Côn Luân. Nếu căn cứ vào địa lý và lo diệt lịch sử mà nói, đỉnh Quang Minh này ở Hoàng Sơn thích hợp hơn. Nhưng đây chính là thế giới điện ảnh và truyền hình. Vạn Nhất Chân đang ở Côn Lôn Sơn, ngươi tìm ai nói lý lẽ đi cao tiến này chỉ là một nhân vật giang hồ nhỏ biết cũng không nhiều điều duy nhất biết chính là nửa năm sau võ đan sẽ nên đón đại thọ trăm tuổi của trưởng môn trương tam phong nửa năm sau trương tam phong mới trăm tuổi đại thọ nói như vậy thời gian cắt vào chênh lệch không nhiều lắm chính là bắt đầu của tiểu thuyết trần sở vuốt cầm trầm tư thời điểm này có tốt cũng có xấu tốt là bởi vì đây là ý thiên độ long ký bắt đầu, về sau tất cả chuyện sư tình tiết hắn đều rõ ràng, có thể rất tốt chỉ định kế hoạch. Tỷ như tranh đoạt ý thiên kiếm độ long đao, còn có tấn công quan minh đỉnh. Xấu chính là hiện tại mặc dù sử nguyên mạc, nhưng cách triều nguyên diệt vong còn có hai ba mươi năm, thời kỳ này mong nguyên thực lực cũng không kém. Đây coi như là có lợi có hại đi. Tướng quân, đây là võ công mà Cao Tiến đã học được. Long Nhất đột nhiên móc ra một tờ A4 chữ, đưa cho Trần Sở. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 008 Tâm Pháp, Công Trường An, Sách Mới Cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Võ công Tâm Pháp. Người đem thứ này của hắn đều bộ ra. Trong mắt Trần Sở hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vừa nhận lấy trong đầu liền vang lên một thanh âm hệ thống kiểm tra đo lường phát hiện tam lưu công pháp kim đao tâm pháp tam lưu đao pháp kim đao đao pháp phải chăng học tập tôi sẽ đi đây là chuyện gì xảy ra trần sở hoảng sợ còn tưởng rằng mình nghe lầm hệ thống kiểm tra đo lường phát hiện tam lưu công pháp kim đao tâm pháp tam lưu đao pháp kim đao đao pháp phải chăng học tập âm thanh của hệ thống lại vang lên chết tiệt. Khi nào thì hệ thống có chức năng này? Trần sở mở mắt nhìn hệ thống này nhắc nhở, trong lòng nhất thời một trận mừng như điên. Học tập, cái này đương nhiên phải học tập. Cái này còn phải hỏi sao? Hắn trông mong mà đến thế giới này vì cái gì, không phải là vì những võ công này, vì cường đại chính mình sao? Đinh Ngưng thần tĩnh khí, công pháp bắt đầu phân tích trót vào. Hệ thống thanh âm lần nữa vang lên, Trần Sở cũng trong nháy mắt phát hiện, chính mình trước mắt những khẩu quyết này chiêu thức giống như là sống lại đồng dạng, hóa thành một đạo lưu quan, chui vào mi tâm của hắn. Trong đầu nhiều một đoạn trí nhớ bên ngoài, một dòng nước ấm cũng bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Chiêu thức đao pháp kia càng giống như là khắc linh hồn, đã sớm quen không thể quen hơn. Tướng quân, làm sao vậy? Long nhất thấy hắn sững sờ ở chỗ này, vẻ mặt lúc vui lúc giận, nhất thời nhíu mày nhắc nhở một chút ách long nhất tâm pháp cùng đao pháp này ngươi hẳn là còn có dự phòng đi ta nhận lấy trần sở cũng lập tức phản ứng lại được tướng quân ta xin cáo từ trước ân long nhất rất là quái dị nhìn hắn một cái nhưng vẫn lui ra ngoài chết tiệt ha 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 ta đây xem như biết võ công sao trần sở vừa nhìn thấy hắn ra khỏi doanh trướng thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn có được hệ thống nhiều ngày như vậy, lại còn không biết có công năng như vậy. Xem bí kíp, tự động học tập. Cái này cũng quá bút, quá hữu dụng. Nếu là hắn biết, cái này hệ thống sẽ có như vậy công năng, vậy hắn trước đó cũng cũng không cần như vậy bi thảm, trực tiếp trà trộn vào một cái môn phái thật tốt. Không, tùy tiện vào một môn phái nhỏ cũng tốt. Không lâu sau, hắn đã có năng lực tự vệ cái này ngược lại là có điểm giống trong trò chơi đánh quái rơi sách kỹ năng nhặt được là có thể học được chỉ có điều dường như chỉ có hắn có chức năng như vậy ừm xem ra hệ thống này còn có rất nhiều chức năng chờ hắn đi khai phá a à. hai giờ sau trần sở mới từ trong nhập định tỉnh lại giờ phút này trong đan điền của hắn đã có một luồng chân khí tuy rằng không nhiều lắm nhưng đã xem như nhập môn căn cứ thế giới này võ học định nghĩa chỉ cần đã thông một cái mười hai đứng đắn coi như là bước vào tam lưu cảnh giới bốn điều tiểu thành là tam lưu trung kỳ tám điều đại thành là tam lưu hậu kỳ thập nhị đứng đắn toàn thông thì không cần phải nói là tam lưu đỉnh phong nhị lưu thì cần đã thông kỳ kinh bát mạch mà kim đao tâm pháp này chỉ là tam lưu tâm pháp hiển nhiên chỉ có thể đã thông thập nhị đứng đắn bất quá trần sở hôm nay chỉ là lần đầu tiếp xúc võ học cũng rất hài lòng nó giống như cố gắng hơn dù sao về sau còn có thể đạt được võ công tâm pháp tốt hơn căn bản không cần quá gấp nhưng dù vậy trần sở vừa mới đứng dậy xương cốt toàn thân liền phát ra một trận tiếng vang bóp bóp cả người đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều lại càng không cần phải nói khí lực cảm giác cũng có thể đánh chết một năm tất nhiên đó chỉ là một trò đùa nhưng trần sở tính toán cái này ít nhất so với trước mạnh gấp đôi. Cái này luyện công quả nhiên sản khoái, cái này kế tiếp chính là làm thanh đao, ân, tìm lông nhất thanh cao tiếng thanh đao kia lấy tới. Trần sở nghĩ đến đao pháp trong đầu, tay lại bắt đầu ngứa ngáy. Hắn lại không biết, hắn hai giờ này mặc dù không đã thông bất kỳ kinh mạch nào, nhưng đã sinh ra chân khí, cái này coi như nhập môn. Đây chính là hai giờ nhập môn, cái này đặt ở trên người bất luận cái gì cũng là kỳ tích nói là yêu nghiệt cũng không quá đáng. nhưng trần sở vừa ra khỏi doanh trướng liền phát hiện canh giữ ở bên ngoài trướng dĩ nhiên không phải long nhất long nhị mà là lão thất lão bác. những người khác cũng không biết chạy đi đâu. long thất long bác, những người khác đâu? Ách, cái này. long thất long bác nhất thời ánh mắt có chút né tránh. nếu bọn họ có việc vậy thì thôi đi, đi, hai người các ngươi đi dạo chung quanh với ta. Trần Sở có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, loại tình huống này rất hiếm thấy. Bất quá, nếu người này không có ở đây, cũng không cần phải gấp như vậy. Duỗi người, liền đi khắp nơi. Không thể không nói, năng lực của Mẫn Thiệu khiêm thật đúng là rất mạnh, chưởng quỷ vung tay này một chút cũng không ảnh hưởng đến tốc độ làm việc của hắn. Ngắn ngủn 2 giờ, không chỉ có những tù binh kia toàn bộ giải quyết, một cái tạm thời căn cứ cũng ở trong tay hắn hoàn thành bước đầu xây dựng toàn bộ khe núi phụ cận cũng đều nắm trong tay, chỉ chờ sau đó đại quân tiến vào chiếm giữ. Trần tướng quân, ngươi đã đến, ta đang muốn tìm ngươi đây. Mẫn thiệu khiêm nhìn hắn qua lấy, liền cũng nên đón. Tìm tôi. Ân. Mẫn thiệu khiêm gật đầu, tiện tay chỉ xa bàn trên bàn nói. Đây là sa bàn phụ cận ta vừa làm, hướng đông hơn 30 dặm chính là thành trường An, hiện giờ trong thành này không có quá nhiều binh lực, ta muốn thừa dịp trời tối, Đêm nay chiếm nơi này. Ngươi không đợi bộ đội tiếp theo. Trần Sở khó hiểu nói. Bọn họ chỉ là bộ đội tiên phong, chỉ có ba ngàn người, mười vạn bộ đội tiếp theo sẽ lục tục hoàn thành tiến vào chiếm giữ trong vòng một tháng sau. Không được, nơi này của chúng ta cách thành Trường An chỉ gần bốn mươi dặm, lại ở gần quan đạo, ở lại nữa, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện, thay vì như vậy, không bằng chiếm Trường An trước. Mẫn Thiệu Khiêm Trịnh Trọng nói trần sở biết ý của hắn chính là không muốn ở đối phương có phòng bị sau đó cường công cái này sẽ tạo thành lớn hơn thương vong hắn không hiểu chiến đấu vậy ba ngàn người chúng ta có thể bắt được không mẫn thiệu khiêm lắc đầu nói không cần ba ngàn theo sát hãng thiếp mộc nhi dặn dò thành trường an này chỉ có chừng một vạn du binh tán dũng căn bản đối với chúng ta không tạo thành thương tổn gì ta dẫn theo trung đoàn một trung đoàn hai còn có đại đội thiết giáp đi qua là được những người khác ở lại đây đóng quân. Ừ, có thể, chuyện tác chiến này, ngươi quyết định là được rồi. Trần Sở lại chưa từng đi lính, lại như thế nào sẽ hiểu mang binh, loại này thống soái sự tình, hắn cũng là có thể vung tay liền vung tay. Làm trưởng quỷ vung tay thật tốt. Có lợi thì vớt, có phiền toái người khác lên. Vậy chuyện bên này giao cho tướng quân ngài. Mẫn thiệu khiêm còn sợ hắn sẽ can thiệp, nhưng nhìn thấy bộ dáng gật đầu tán thành này của hắn, cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm bọn họ những người cầm binh này sợ nhất chính là người không hiểu ở bên khoa tay múa chân này trần sở hắn cũng không dám đắc tội thế giới này hết thảy còn đều nắm trong tay của hắn như bây giờ là kết quả tốt nhất yên tâm đi ta chờ đại tá khải hoàng trở về trần sở cười cười hắn vừa đạt được võ công đao pháp chính hận không thể mỗi ngày đều tại tu luyện mới mặc kệ những chuyện khác về phần chuyện bên này có hai đoàn trưởng khác ở đây, cũng căn bản không cần hắn đến quan tâm. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 009, Chấn Kinh, Tấn Nhập Tam Lưu, sách mới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sáng sớm hôm sau, không, cũng chính là nửa đêm sau 2-3 giờ, trường An Thành liền truyền đến tin tức. Mẫn Thiệu Khiêm đã thành công chiếm được Trường An. Cùng tác chiến ban ngày kém không nhiều lắm, cũng cơ hồ là không thương vong. Những thủ binh kia nhìn thấy giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện bộ đội, mới vừa nổ máy phát súng, liền trực tiếp đầu hàng. Mẫn Thiệu Khiêm lấy xe bọc thép mở đường. Những tên thủ quân nghe tin chạy tới vừa nhìn thấy quái vật như vậy, trực tiếp hai chân mềm nhũng, chưa chiến đã khiếp sợ, sau mấy pháo, lập tức không còn lo lắng. Thậm chí, có chút binh lính cũng không nổ súng liền thuận lợi tiếp thu trường an thành thẳng đến rất nhiều dân chúng ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện trường an thành đã đổi chủ nhân bị một đám quân đội trang phục quái dị chiếm lĩnh mẫn đại tá người dùng binh như thần a hai trận chiến đều không có thương vong đợi đến sáng sớm trần sở chạy tới mẫn thiệu khiêm đã ở nha môn tri phủ chờ hắn nhìn hắn một đêm này không ngủ còn tinh thần mười phần bộ dáng trần sở đều không thể không cảm thán đối với những quân nhân này có lẽ chiến tranh chính là bọn họ tốt nhất thuốc kích thích trần tướng quân ngươi cũng đừng dễu cợt ta cái này tính là thắng trận gì mẫn thiệu khiêm lại cười khổ một tiếng loài trận này hắn nói ra cũng ngượng ngùng bất quá có thể thành công chiếm được trường an thành vẫn là thật cao hứng đợi đến buổi chiều hạng thành mang theo một vạn bộ đội cũng đúng hạn đến đêm đó mấy người liền mở một cuộc họp nhỏ nói là như thế nào thống trị Trường An vấn đề, đối với vấn đề này, Trần Sở lại nào có chủ ý gì? Trực tiếp quăng cho bọn họ. Dựa lưng vào đại thụ hóng mát, phía sau hắn là dựa vào cả quốc gia. Ông tin rằng nó sẽ sớm được giải quyết. Quả nhiên, ban đêm hôm đó, cấp trên liền phái tới vài nhân tại hành chính tiến vào ý thiên thế giới. Ba ngày sau, Trần Sở rốt cục đã thông điều thứ nhất đứng đắn. Thủ tam âm kinh, nhất thời toàn thân ấm áp, cánh tay giống như đã được trèn. Lực lượng tăng nhiều. Một quyền vung ra, lại mang theo một tia không bạo. Lòng nhất, nghe nói mấy ngày nay ngươi cũng tu luyện võ công cao tiến, hai chúng ta luyện một chút. Trần sở hai ngày này rốt cục biết trước lòng thất lòng bác vì cái gì ánh mắt né tránh. Đó là bởi vì, ngày đó mấy đội viên long nhà bọn họ đều đang nghiên cứu kim đao tâm pháp, sai lệch nhỏ. Trần tướng quân, ngươi muốn tìm ta luận võ. Long Nhất nhìn hắn đi về phía mình, đó là vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy. Trần Sở tiện tay cầm lấy một thanh phát đao, cười nói. Như thế nào? Còn xem thường ta, ta mấy ngày này cũng luyện kim đao pháp này. Nói xong, mang theo trường đao vén lên một đóa hoa đao. Trần Tướng Quân, đừng nói giỡn, chúng ta đều học kỹ xảo giết người, nếu làm bị thương ngươi cũng không tốt. Long Nhị lắc đầu, thay đồng bạn cự tuyệt. Những đội viên Long Nha khác cũng giống như vậy, mặc dù không nói rõ, nhưng trong ánh mắt đều mang theo một tia khinh thường. Trần Sở tuy rằng thân cụ dị năng, nhưng cách đấu nha, bọn họ chính là binh vương. Căn bản không cùng một cấp độ. Đối với loại tỷ thí giống như chơi đùa này, bọn họ là khinh thường. Nhưng bọn họ không biết, Trần Sở giống như là đã sớm dự đoán được bọn họ lạnh lùng cự tuyệt, không chỉ có không giống dĩ vãng như vậy buông tha, ngược lại một bước tiến lên, cầm đao hướng Long Nhất Lưu đi. Bá. Đao quang hiện lên, trong nháy mắt liền tới trước người Long Nhất. Tốc độ kia, sắc bén kia. Trực tiếp làm cho tóc gáy người sau nổ tung. Cái này. Những đội viên Long Nha khác cũng nháy mắt mở to mắt. Hay cho Long Nhất, không hổ là đội trưởng Long Nha, kinh nghiệm chém vết phong phú cỡ nào. Đối mặt đao mang, trực tiếp ngửa ra sau, thân thể xoay ra một độ công quái dị đao quá y toái chỉ cắt một chút quần áo liền nhanh chóng tránh thoát ta đã nói ta luyện qua đao pháp ngươi phải cẩn thận trần sở nghiêng ngẫm cười cầm đao tiến lên lại là ba đao xoẹt 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 ba đao đều là xông thẳng vào chỗ hiểm trần sở nội lực tuy rằng không mạnh chỉ miễn cưỡng đã thông một cái tay tam âm kinh nhưng đao pháp này vừa học chính là giống như khắc ở trong xương giống nhau gần như bản năng cái này tương đương với đem trần sở trực tiếp tăng lên thành một cái tam lưu đao khách đối mặt với đao khách như vậy lòng nhất lại khinh thường cái này không đánh ngươi thì đánh ai tướng quân này thật sự học được kim đao đao pháp sao hắn hắn lúc trước không phải là trói gà không chặt sao đây còn là hắn sao điều này sao có thể chẳng lẽ là ta hoa mắt không tốt đội trưởng bị áp chế rồi Long nhị đẳng một đám thành viên tiểu đội Long Nha tất cả đều giật mình nhìn Trần Sở Đại Phát thần uy, nhìn hắn từng bước ép sát, đem Long Nha áp chế không tới gần được. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Bọn họ giống như gặp quỷ, không thể tin được. Ngươi tin tưởng một phế vật vài ngày liền hoàn thành nghịch chuyển kinh thiên, giống như là thay đổi thành một người khác sao. Dù sao bọn họ cũng không tin. Nhưng sự thật cứ như vậy bày ra trước mắt điều này làm cho bọn họ làm sao không mơ hồ long nhất ngươi còn tránh thoát một đau này ta coi như ngươi thắng trần sở quát khẽ một tiếng đột nhiên đau thế vừa chuyển từ bổ chuyển lưu, đây đúng là một chiêu sát chiêu trong Đao pháp kim Đao. ta đau vọng nguyệt đâm giống như điện quang lóe lên nhanh đến mức da đầu nổ tung mọi người căn bản là không thấy rõ bóng đau đợi đến khi long nhất kịp phản ứng thì lưỡi đau đã xẹt qua ngực hắn đinh. Một nửa nút đồng cũng rơi xuống. Ta thua rồi. Long nhất kinh ngạc nhìn bàn chân, hồi lâu mới mở miệng. Đây là trần sở lưu thủ, nếu là đao này lại tiến vào nửa cm, chỉ cần nửa phân, ngực của hắn liền muốn tràn nứt. Ha ha ha. Long nhất, đao pháp của ta có thể so cao thấp với ngươi không? Trần sở biết mình chiếm binh khí chi lợi, còn thừa dịp sơ suất đến đánh lén, bằng không, hắn cũng không phải là đối thủ. bất quá, mặc dù như vậy, hắn cũng rất cao hứng. phải biết rằng, mấy ngày trước hắn ngay cả tư cách giao thủ với bọn họ cũng không có. tướng quân, ngươi thật sự đã học được kim đao đao pháp này. lúc này, đám người long nhị đã vây quanh. không, tướng quân không chỉ học được kim đao đao pháp, tầm pháp cũng có chút hiệu quả. long nhất nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. trần sở vài ngày trước còn yếu đuối còn đi theo hắn học thương pháp, thậm chí, hắn một ngón tay cũng có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, hắn lại thắng hắn. Ha ha ha. Không sai, mấy ngày nay ta ngoại trừ luyện đao, còn đã thông một cái thập nhị chính. Trần sở không có dấu giếm. Tướng quân, ngươi không chỉ luyện thành kim đao đao pháp, còn tìm được khí cảm, thậm chí còn đã thông một đầu kinh mạch. Long nhị lại thất thanh, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn cùng Long nhất mấy ngày nay cũng đang luyện, thậm chí còn lưu lại cái kia cao tiếng giáo bọn họ tu luyện, nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng mới kham kham tìm được khí cảm. Ngay cả chân khí cũng không luyện ra một tia. Ngược lại, Trần Sở vẫn bị bọn họ chướng mắt lại luyện thành. Cái này tìm ai nói lý lẽ đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4